người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. X9X sẽ bị đè bẹp nếu không thay đổi. Mình đã đi phỏng vấn tuyển sinh đầu vào 7 năm cho một khoa quốc tế của một trường đại học tại Hà Nội. Và đây là ghi nhận tại buổi phỏng vấn mới nhất ngày 6 tháng 6 năm 2020, lứa sinh viên 2002. IELTS là bình thường. 9 trên 10 bạn phỏng vấn có IELTS 6.0 trở lên, còn 7.5, 8.0 rất nhiều. Hồi xưa mình nhớ là đến lúc tốt nghiệp đại học rồi, tiếng Anh vẫn trình độ ba lăng nhăng mặc dù có đi học rất nhiều nơi. Mục đích tán gái xinh là chính, học là phụ. Trong đầu có mỗi Peter với cả Mary, How are you? I'm fine, thank you. Còn bạn thí sinh chia sẻ, lớp em là cả lớp thi IELTS, em 6.0 là top dưới rồi ạ. Có bạn chia sẻ, em cũng chỉ ôn 2 tháng được 7.5, còn lại là cơ bản chúng em học hàng ngày tương đối tốt rồi. Tư duy tốt. Có một bạn mình hỏi, tại sao bạn lại chọn bài luận chủ đề 3, mà trong khi anh thấy ít người chọn chủ đề này để viết, thường các bạn chọn chủ đề 1 hoặc 2. Bạn ấy chủ động trả lời, anh hỏi câu này chứng tỏ em đã thành công, lúc đọc chủ đề 3, em đã biết được là chủ đề 1, 2 sẽ rất nhiều người viết và em muốn khác biệt nên em sẽ viết chủ đề này. Sau đó bạn ấy đưa ra một số quan điểm rất hay về cuộc sống đủ để thuyết phục mình. Mình cũng ấn tượng với trả lời của một bạn sau khi hỏi tại sao em lại chọn chương trình này để nộp hồ sơ. Em lựa chọn chương trình vì, so với các chương trình quốc tế khác bên mình, yêu cầu đầu vào cao hơn các bên khác, ví dụ IELTS 6.0 thay vì 5.0 như chương trình ABCD. Do đó em nghĩ các bạn học viên học cùng em nếu em trúng tuyển sẽ có đầu vào tốt hơn rất nhiều sau này học cùng và ra trường chắc chắn sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn và tỷ lệ thành công cao hơn. Giao tiếp tốt. 8 trên 10 bạn phỏng vấn rất tự nhiên và trình bày mạch lạc. Có bạn tự kể ra các câu chuyện hài hước cá nhân khiến cho cả ban phỏng vấn và thí sinh gần gũi hơn. Kết buổi, bạn được điểm cao nhất là 18 trên 20 cũng làm mình bất ngờ. Khi được hỏi em có câu hỏi nào dành cho các thầy cô không, thì bạn hỏi một câu, em có thể bắt tay các thầy cô được không ạ? Buổi phỏng vấn này sẽ là một sự kiện rất đáng nhớ trong đời em. Em rất cảm ơn thầy cô đã chia sẻ những lời rất tâm huyết. Chủ động lựa chọn và có kế hoạch rõ ràng. Trong khi 18 tuổi mình vẫn đắm chìm trong đế chế, hard life, mơ mộng sờ tay bạn gái, thì bây giờ các bạn đã định hướng rõ ràng, lựa chọn trường đại học rất kỹ sau khi hỏi rất nhiều đàn anh đàn chị đã học, ra trường thành công cùng với Google, Facebook. Tìm hiểu kỹ học phí, học bổng rồi chi tiết cả giáo trình đọc trước. Các em chọn trường đại học, chủ động chọn chương trình quốc tế luôn, mặc dù đều đủ điều kiện tuyển thẳng trường công top kinh tế, ngoại thương, tài chính. Em nói ở trường công học 4 năm, còn ở đây, em có IELTS nên skip năm đầu học nhanh thì 3 năm ra trường. Sau đó trong khi học làm internship cho các công ty lớn, ra trường trước các bạn trường công 1 năm, còn kinh nghiệm thì có thể trước 2 năm. Em chắc chắn sẽ vào công ty lớn để làm việc và lấy kinh nghiệm, lương chắc chắn cũng gần đủ học phí trường quốc tế, trả lại cho bố mẹ một phần học phí. Sau này 2-3 năm, khi đã có đủ kinh nghiệm và năng lực, sẽ tính tới kinh doanh riêng nếu em có cơ hội phù hợp. Tư duy các em 2002 đấy nhé, đừng bảo tại sao mình lại thụt lùi, đơn giản các em chạy quá nhanh, các anh thở còn không kịp. PS, năm tới chắc chắn bạn ấy sẽ hỏi ngược lại mình, chú có bao nhiêu follow TikTok rồi, ít hơn cháu thì đừng phỏng vấn. Rất nhiều bạn nói 2000 cũng có this, có that, nhưng mình thấy mặt bằng chung, base cơ bản của đại đa số các bạn đã tốt hơn rất nhiều so với thế hệ 8X, 9X, cho nên hy vọng được vào một tương lai tươi sáng. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!